Cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 3 vừa được Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức phát động. Cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng là hoạt động cơ bản nằm trong chương trình sáng kiến vì cộng đồng, được tổ chức thường kỳ 2 năm một lần. Đây là lần thứ 3 liên tiếp kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2015. Cuộc thi sáng kiến cộng đồng nhằm tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân đưa ra các sáng kiến, ý tưởng, dự án sáng tạo hỗ trợ cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa. Cuộc thi này cũng nhằm kết nối các sáng kiến khả thi với doanh nghiệp, các tổ chức để hỗ trợ các sáng kiến áp dụng vào thực tiễn phục vụ cộng đồng, qua đó thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.